bảy tây rồi. Hụi tháng là còn 4 phần nữa mà trong này mình trồng hết 3 rồi. Hụi tuần 100 ngàn còn 6 tuần nữa mà trong đó mình cũng trồng 3 phần luôn rồi. Kể như là khỏe re. Mình, anh đi chợ mới về nè. Bữa nay cho tụi nó ăn cơm món gì đó? Bữa sáng tụi nấu canh chua cá ngu với thịt kho tiêu. Buổi chiều canh cải tép rang. Trời ơi, tôi dặn hoài à. Sao không nhớ vậy? Thời buổi khó khăn cái gì cũng mắc mớ. Sáng ăn món gì thì chiều hâm lỡ món đó cho tụi nó ăn. Trời ơi, bà sao nè? Tôi đã đặt chỉ tiêu cho ông rồi. Mỗi tháng nấu cơm lời tiền chợ của năm phân thôi. Bữa nay 27 tây rồi. Không có hoàn thành kế hoạch chưa? Trời ơi, thì để tôi ăn trận đầu trận đuôi cho bà vừa bụng. Bà ơi, hôm nay bà có để ý chuyện gì không bà? Hả? Chuyện gì vậy? Tôi thấy hình như Minh nó theo chọc con Hạnh hoài đó nghe bà. Rồi. Chị Hai ở dưới quê gửi con Hạnh lên thành phố học mai. Nó ở trọ nhà mình có mấy tuần à. Làm gì có chuyện đó? Mà sao ông để ý chi cái chuyện đó? Hay là chính ông cũng liếc nhìn con Hạnh tối ngày phải không? Bà nói bậy ghê. Bà nói như thế là bà làm mất mặt tôi. Thôi thôi, ông đừng có dối. Tôi cũng biết rằng tánh ông quá sớm. Thế sao? Cũng thuộc loại dê sòm thấy con gái đẹp tung tiền cho ăn. Phải không? Kìa, mới nhắc con Hạnh về tới kìa. Thưa Dượng, thưa gì, con đi học mới về. Sao bữa nay đi học về sớm vậy con hả? Đi ra nhà bếp đó con. Trưa rồi. Bà này làm quê tôi hoài. Đi đi chứ. Hạnh à, bữa nay gần cuối tháng rồi con. Má con có gửi tiền lên đóng tiền cơm tiền nhà cho dì không con? Dạ má con cũng sắp gửi lên rồi đó dì. Không phải dì nói nó vội vã nghe con. Tại dì đang kẹt đó. Kẹt dữ lắm. Nhớ nhắn má con gửi tiền lên đóng sớm sớm nghe con. Thôi để dì đi gom hụi. Trưa trời trưa tắt rồi. Bà mẹ đó, hồi hồi còn sống á thì ai cũng kêu thiệt cao á. Rồi chồng á thì biết chồng thiệt sớm á. Tới chừng hốt rồi con biết không, đứa nào đứa nấy gì nó lặn sâu ở dưới đá biển á. Mà sâu tới đâu á tao cũng móc trở lên được à. Mà điều nó mệt một chút thôi. Nam mô Di Đà Phật, tôi tụng kinh gõ mỏ dữ lắm. Mà điều mấy cái vụ này là tôi không thể nào tôi hiền được hết trơn, tội. Xin chào Phật tha thứ cho con. Thôi vậy đi nghe con. Cô Thợ Mai ơi, sao bữa nay đi học về sớm quá vậy? Bộ cúp cua hả? Bộ cắt giải sai hay sao gạo dữ vậy cô? Tôi mà cắt giải sai hả? Còn khuya à. Vậy tại sao tôi hỏi cô không trả lời trả vốn gì hết trơn vậy? Biết sao không? Tại vì tôi ghét anh, tôi không trả lời được không? Ghét tôi hả? Trời ơi, tôi hiền quá à. Mà sao có người ghét tôi vậy cả? Khổ ghê chưa? Nếu biết khổ thì đừng có chọc giận tôi. Thưa cô Hạnh à, tôi muốn mời cô đi ăn kem. Cảm ơn, tôi không rảnh. Không ấy thôi, tôi trân trọng mời cô đi sở thú. Coi mấy con Dượng nó đu cây. Cảm ơn, mỏi chân lắm. Cái cô này lạ chưa? Bộ cô khi dễ tôi lắm hay sao? Hoặc cho tôi không xứng đáng. Nên mời cái gì cô cũng từ chối. Nè 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 nghe. Đừng có giả bộ làm cao, coi chừng té đau bây giờ. Nhưng cũng có khi mình vui vẻ cợt đùa, chứ ngồi học hoài chắc thành củ non. Anh thích thì cứ đi một mình, cần gì phải rủ tôi đi. Nhưng tôi thích đi với cô à. Còn lâu à, anh nên nhớ nha. Anh cũng chỉ là sinh viên ở trọ nhà này như tôi thôi, chứ anh không có phải là ông trời con ở đây đâu. Mà làm tàn quá chị. Tôi chứ không phải như cái bà y tá gì quen với anh đó nha. Tôi không có hiền như bà đó đâu à. Vậy gì cãi lộn không sầm ngoài này vậy nè. Cô cậu có biết là tôi đang nấu nướng cho cô cậu ăn không? Cần phải giữ sự im lặng để tôi tập trung tư tưởng lo công việc bếp núc chứ. Tôi mà kho thịt khác là do nơi cô cậu cãi giả đó nha. Dương Sáu coi đó, anh Minh á, anh rủ con đi ăn kem. Con không chịu đi, anh hăm dọa con đó. Ông chủ nghĩ coi. Nè cậu nín nín, nhìn bản mặt cậu tôi đoán ngay cậu là người không có đàng hoàng. Cậu biết Hạnh là cái gì của tôi không? Hả? Dạ, không? Là gì à? Là người yêu, nó đang nằm bên cạnh là cháu bạn gì của vợ tôi đó. Tóc nó bậy không à. Dương Sáu ơi, ảnh còn hăm á. Nếu mà từ nay con cãi lời ảnh thì
mỗi đêm ảnh đều đến trước cửa phòng con, la ôm sờm cho con khỏi ngủ. Trời ơi, tôi nói vậy hồi nào đâu. Cô đừng có vu oan giá họa cho tôi à nghe. Thật cậu đúng là kẻ ăn nói lang bang, cẩm có đầu có đuôi, ảnh là cháu vợ của tôi thì tôi phải chăm lo. Tổ nói gì ông cũng nghe theo, thật đúng là chỗ bà con. Ê, cậu đừng có nên xin xỏ, tôi đã biết rõ quán mà. Dầu sao tôi đi cũng lớn, cậu thuộc cái hàng trẻ con. Anh là người học trong hiếu cao, nên xem thường những kẻ chung quanh. Cái thế nghe sao được, tôi làm gì và khinh rẻ ai đâu. Thôi cậu chớ có nhiều lời, tôi yêu cầu cậu đi ngủ cho xong. Tôi biết mà, bây giờ hả, tôi nói cái gì cũng không ai binh vực tôi đâu. Thôi vậy thì tôi phải đi. Sách vào chợ tôi mày không? Tôi đi về phòng tôi, tôi gom quần áo tôi dơ tôi đem giặt chứ bộ. Làm hết rồi, đi cho tao khỏe đi. Em, út con, có còn tiền xài không? Dưỡng cho con 10,000 nè, cầm đi. Khi nào xài hết nói Dượng chi thêm không? Cầm lý trời ơi. Dạ cảm ơn Dượng. Má con gửi tiền cho con đủ xài rồi. Đàn ai đừng có ngại mà, Dượng yêu con mà. Nít nặng Dượng thương con mà, Dượng coi con như con cháu trong nhà. Nhưng mà cầm thấy rồi, thấy rồi. Thắng về mày đồ vô duyên. Thấy coi không được rồi. Cô Hạnh ơi, cô giặt đồ phụ tôi đi. Cái gì anh sai hả? Sai nè. Trời ơi, ông chủ ơi, ông coi kìa, cô Hạnh có quăng đồ tôi tứ tung hết kia kìa. Tôi chưa thấy ai kém văn minh như cậu á. Nhà tôi chứ đâu phải là khu dân sinh mà cậu để thao đồ nằm trên nền giữa nhà nha. Hôi dễ sợ vậy đó. Hình như là gì Sáu về hả con? Hả? Dạ không phải, bà y tá của người ta tới. Chị Sáu ơi, hả? Mình lịch sự vào trong đi, để người ta tâm tình. Làm gì đó? Tôi chuẩn bị đi giặt đồ. Muốn em giặt cho. Sinh viên y khoa chưa có ra trường, nghèo gần chết là tiện đâu mà mướn giặt đồ. Em giặt không công chứ bộ. Nói thiệt với anh nha, cả nhà em bận đồ dơ chất đống như vậy nè. Đi làm về chỉ cần hú một tiếng á là em sẵn sàng, không dám cằn nhằn không một tiếng. Không bao giờ dám nhờ cô chuyện gì. Mấy bộ đồ rách rưới tôi ôm giặt ngay cho rồi. Nhờ cô làm chi mà tôi phải mang ơn. Tại sao anh lại nói lời thế kia, làm tôi buồn lắm anh ơi. Người ta làm ơn mà không phải kể công, mà sao anh chẳng gật đầu cho tôi vui. Trời ơi, thật khổ cho tôi. Làm gì khổ? Nè, đôi mắt của anh đỡ nhức chưa? Tôi có mua cho anh hộp vitamin tặng anh nè. Cô mua làm chi? Tôi không có dám nhận đâu. Anh chê phải không? Tôi biết mà. Dù gì anh cũng là bác sĩ tương lai, còn tôi chỉ là cô y tá quèn. Nên anh nóng thèm nhận quà của tôi phải vậy không? Không phải vậy, nhưng mà... Không có nhưng gì hết á. Cầm lấy đi, tôi về à. Sướng quá ha, có người đẹp đồ giặt đồ giùm, rồi còn mua thuốc tặng nữa. Nghe lén chuyện của người ta, tức sao? Làm gì tức, tại mấy người nói chuyện lớn quá à, lọt vô lỗ tai tôi chứ bộ tôi nghe lén sao? Thôi để tôi đi giặt đồ, tới giờ cơm rồi. Anh khỏe không em? Anh vào đây làm gì? Sửa soạn đi chơi với anh, được chứ? Xin lỗi anh, tôi đang bận việc. Sao vậy? Đi chơi với anh, em có tốn gì đâu, anh bao hết mà. Tôi biết điều đó, vì anh là con nhà giàu mà. Lại là con của một ông giám đốc. Gia đình anh chẳng những giàu có mà lại có thế lực nữa. Anh sẽ chở vào chợ lớn và anh có sắm cho em vài bộ đồ mô đến hiện đại, để khi em đi chơi không thua kém một ai. Nhưng tôi
tôi chưa cần phải nhận đồ anh tặng. Anh nên đi tìm những cô bạn gái của anh. Nè, đừng thấy anh quá nuông chiều mà lên mặt làm cao. Anh biểu thì nên nghe lời, ngoan ngoãn để anh thương. Anh hãy về đi và đừng quay trở lại. Chuyện tình cảm tôi và anh không hòa hợp được đâu. Gì? Dám đuổi anh hả? Hạnh à, thằng Huynh này chưa bao giờ thất bại trước một người con gái nào. Nó muốn là phải được. Chỉ cần anh chơi về viên xì cọt vô là rắc rối cuộc đời của em lắm đó. Sửa soạn đi chơi với anh đi. Dương Sáu, Dương Sáu ơi, Dương Sáu. Về ẩu hả? Chết mày chưa, chết mày chưa? Ngon ha, ngon ha. Dám đánh con trai ông giám đốc ha. Được rồi anh, rồi đây cô sẽ biết tay thằng Quỳnh này. Chào cô. Nè nè, thằng đó ở đâu tới đây nó dê con vậy Hạnh hả? Dạ con cũng không biết ở đâu nữa. Ngày nào đi học về ảnh cũng theo tán tỉnh con hết á. Hạnh ơi. Dạ. Hạnh à. Dạ. Má con lên thăm con nè. Má, má mới lên. À con, mạnh giỏi hả Dương Sáu? Dạ, cảm ơn chị, nhờ trời Phật phù hộ nên thở đều đều. Chị hai, chị mới lên. Không biết chị lên rồi chị có đem tiền đóng tiền nhà với tiền cơm cho ông Hạnh tháng này với tháng sau luôn không chị? Dạ có là gì sao à? Dì đếm lại đi. Ôi bởi vậy em biết chị người uy tín mà. Cao gọt hai chị ơi, có tờ 200 rách nè, đổ giùm em nha. Kỹ đổ giùm em chút xíu thôi chị. Kỹ vậy nè, nè nè anh ta muốn có mùi. Trời đất ơi, đồ thịt khó tiêu chết, nó cháy thành than rồi. Trời đất ơi chết. Đàn ông gì mà hư thối mà bị những người như ông mà thành phố này bà quả tới giếm hoài à. Quỷ. Thôi chị ngồi nói chuyện với anh Hạnh nha, lát nữa vô ăn cơm nha. Người khác em lấy tiền cơm, còn bữa nay em đãi chị á nghe. Thôi em vô nghe chị. Má, má mới lên thăm con hồi đầu tuần, vậy mà bữa nay về dưới ở một mình. Má buồn nhớ con quá. Con đi lên đây học mới có 2 tháng 4 ngày vậy mà má lên xuống hết 5 lần rồi. Ở trên này con ăn ngủ có được không con? Nhớ đừng thức khuya, đừng đi chơi nhiều nghe con. Lỡ bình quán thì nguy, không có người săn sóc cho con. Lo là lo cho má, ở dưới một mình thui thủi cô đơn, không có người chăm lo. Tuổi ngoài 50 mà còn khổ cực, quải gánh xuôi đi bắn các tầng đông. Ở trên này con ráng học bay để sau đỡ cực tâm thân. Và khi má đã xế chiều nhờ con báo hiếu cho tình, má yên lòng đừng buồn đừng đợi, mạng quá rồi con sẽ về. Dạ ông bà chủ mời bác hai đi rửa mặt ăn cơm. Dạ cảm ơn cậu. Thôi đi vô ăn cơm con. Có má lên thăm cái mặt thấy ghét à. Coi chừng bữa nào tôi cho ăn trận. Cái gì? Đòi cho tôi một trận hả? Nè, cho đi rồi biết à. Tôi nói bữa nào tôi giận kìa chứ bữa nay tôi chưa giận. Vậy bữa nào anh giận, anh cho tôi biết trước nghe. Chi vậy? Để bữa đó tôi hiền, thật là hiền vậy đó, cho ông khỏi giận. Vậy thì tôi sẽ không bao giờ giận nữa. Vì... vì sao vậy? Vì cô dễ thương. Cái ông quá. Này tới giờ này mà không thấy
thấy tôi thật đi thẹo nó tới cả. Hạnh ơi, tại sao anh đã yêu em mà em lại hững hờ, em lạnh nhạt với anh? Dù sao anh cũng là con trai một ông giám đốc mà, anh giàu có, đâu có kém thua ai. Vậy mà tôi biết rồi, chắc có lẽ là tại anh quá vô duyên chứ gì. Hạnh ơi, hình bóng của em lúc nào cũng ngự trị trong trái tim của anh nè. Nhưng mà giờ đây anh biết là Hạnh không bao giờ yêu anh. Được, một khi tình yêu thất bại thì tình yêu đó sẽ trở thành là thù hận. Được, giờ đây con Hạnh chẳng yêu ta. Được rồi, anh ơi, mày ở trong mắt, mày chống mắt mày chờ xem thằng Quynh này hành động nè. Ủa, tại sao giờ này bọn thằng Thư Thẹo nó không tới? Kìa, tụi nó tới kìa. Kìa, đại ca, có chắc là tụi nó sẽ đi ngang qua đây không đại ca? Rồi ổng chắc mày. Bữa nào thằng Minh chẳng tới trường đón con Hạnh, rồi cùng nhau đến công viên này ngồi tâm sự. Tụi bây nhớ lời tao dặn nè, ghét lên mặt con Hạnh một đường cho nó có thẹo thôi, đừng gây án mạng lớn nè. Đại ca yên tâm, miễn khi xong việc rồi còn 5 phân đại ca nhớ chi sòng phẳng. Tao không quên chuyện đó đâu. Tụi bay biết mà, tao chưa từng thất bại trong tình yêu. Vậy mà tao bị con Hạnh chửi cho một trận nên thân tức tức trào máu lên, phải làm cho nó bỏ thân kiêu kỳ. Tụi bay nên nhớ lời tao chẳng kỳ, gạch vào mặt nó một dấu thẹo thôi, để gương mặt nó trở thành ma lem. Việc này dễ dàng chứ có khó chi đâu đại ca. Đỡ bị bắt tụi bay khỏi lò, chỉ cần 3 bữa là ra khỏi nhà tù. Ông già ta bảo lãnh thì chắc như là bắp rang. Kìa, tụi nó đến kìa. Mấy thằng bay chuẩn bị thi hành đi nghe. Đi, vô. Em kỳ ghê nghe, tự nhiên là giận anh à. Thôi đi, khi không sao được, đang nói chuyện với em nè, thấy bóng dáng người ta, anh dai sang nói chuyện gần 17 phút đồng hồ vậy đó. Chứ không lẽ gặp cô ta anh làm lơ, mà anh nói chuyện chưa đầy 10 phút mà em mới nói là 17 phút à. Còn lâu mới 10 phút à. Phải rồi, dẫu gì anh cũng là bác sĩ tương lai, cũ là cô y tá, còn em chỉ là cô thợ may bình thường à. Hạnh à, em đừng có ý nghĩ đó. Anh đã nói yêu em á, thì dù sự đời nó có ra làm sao đi, trong lòng anh chỉ có em thôi. Nè, nói thiệt nha, không có xí gạt ha. Thiệt chứ. Ừ. Ý, đôi mắt của anh sao vậy? À, tại lúc này sắp thi đó, anh thức học bài nhiều, cho nên đôi mắt của anh nó hơi sốn thôi em à. Hạnh à, em dạ. Biết không, từ khi mà nghe được tiếng nói em yêu anh, Sao bỗng nhiên anh ao ước một mái gia đình nhỏ nhỏ. Sao nữa? Mỗi sáng anh đi làm có em đưa ra tận cửa. Tiếp đi. Hết giờ làm việc đó, anh mới vội vã về ngay, vì có em chờ đợi buổi cơm chiều. Hai vợ chồng cùng bông kèo. Yeah. Ờ, em kho vừa thơm vừa béo, hay cá bông lao em nấu một nồi canh chua. Nè, nghe anh nói hả, hồi nãy giờ em đói bụng. Còn em nè, còn em thích cay ngọt nấu canh. Tiêu thiệt là cay đó nha. Ờ, anh thích gì nữa này nghe. Sao? Cái rồi bầm đâu con mình á, nó khóc. Khóc là cái gì nữa biết không? Sao? Nó đòi ăn và đòi bú sữa. Gái hay trai gì đó hả? Sao? Miệng giống em là anh thương.
mình đã nói yêu nhau thì xin giữ mãi trong tim từng lời nói nên thơ ngọt ngào. Ông anh đừng có xem chuyện yêu đương nè như trò đùa trong quán trò, để cuối nắng hoàng hôn em âm thầm đếm bước nhạc từng viên sỏi cô đơn như cùng nỗi đau sâu. Đường kỷ niệm ngọn gió chiều làm tung mái tóc người thương, anh khẽ vuốt từng sợ tơ mềm mại rồi nhẹ nhàng lén lén đặt nụ hôn. Em thẹn thùng nhìn tản mạn cuối trời xa, có đôi chim trên cành đang cùng xây tổ ấm. Chẳng màng nhung gấm, chỉ ước trọn đời ta có nhau. Em ơi, tình yêu đã đến như điều thiên nhiên nhất, có cành qua dài anh trao chứng kiến chuyện đôi mình. Dù con tàu la lai lòng son sắc vẹn vình, thiên đường ta đến trải đầy qua hạnh phúc, dù trong cuộc tình nghèo vẫn đậm nghĩa vui chân. Anh mong ước sau này làm bác sĩ sẽ giúp cho người nghèo bớt những nỗi khó khăn, cái nghèo khổ còn ăn sâu trong xã hội thì kiếp con người còn lắm nỗi gian nan. Thôi, nãy giờ nói chuyện cũng khô cổ rồi đó em. Bây giờ em ngồi đây ngang, để anh chạy đi mua hai bịch nước mía tụi mình uống. Bữa nay hả, anh muốn nói chuyện nhiều với em đó. Lẹ lẹ nha, em chờ ha. Anh về liền. Cô là cô Hạnh. Phải, các anh là ai? Có người mướn tôi rạch mặt cô. Hả? Bố. Im. Ta là ăn dao đó. Cứ theo rạch mặt nó lại rồi chôn mày. Không. Này này. Hả? Kìa, các anh là ai? Tại sao đi hành hung một cô gái như vậy? Dám can thiệp chuyện của ta, mày phải chết. Anh Minh. Cậu nhanh đi. Anh Minh ơi, anh có sao không? Anh ơi, sao đôi mắt của anh? Hả? Sao đôi mắt của anh không thấy gì nữa cả em à? Trời ơi. Em sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay bây giờ. Nhưng mà anh không có tiền em. Em sẽ lo cho anh tất cả. Vì cứu gương mặt của em mà anh mới bị hành hung như vậy nè. Hồi nãy mày xuống được mấy lon bia mày? Thằng quỷ nó để ý quá, em xuống có 2 lon hà. Còn chị? Tao thì đỡ hơn mày, được 3 lon. Thôi cất đi, đêm nay lỡ ế độ tao với mày về nhà uống. Ủa, sao giờ này con Hạnh nó chưa đến? À, chắc là thằng Dực Kiều chưa cho nó về chứ gì. Hoàn cảnh của con Hạnh nó thật đáng thương. Thằng kép của nó thì bệnh nặng, không có tiền chạy chữa, nên nó phải vào đây sống cuộc đời cho mướn xác thần, lăn tăn vào sương gió chưa biết sẽ ra sao, cứ nhắm mắt đưa chân. Hoàn cảnh tôi mình cũng đều như vậy, nên cứ giao phó cho dòng đời trôi về đâu cũng mặc tình.
chồng con sống hạnh phúc ấm êm. Giờ lại thêm con hạnh nên trải mùa đời, lê chân vào địa ngục dương trần. Môi trường của mình là sống bám vào xã hội, hơi sức nào chỉ bận tâm. Con hạnh làm nghề chó mướn xác thân, mà còn hạnh diễn là hy sinh cho một tình yêu cao đẹp. Còn chúng mình hiện tại là những con thiếu thân, chỉ cần thấy ánh đèn cháy lên là lao đầu vào đó, rồi gục chết thảm thương tàn tạ ở bên đường. Không có người yêu nhỏ lệ khóc thương giùm, đêm đêm đưa tay đón nhận đồng tiền của khách, rồi diễn tấn tuồng giả dối. Mình là người bị xã hội khinh khi, họ mạc thì không một lời thương tiếc. Lê thân làm điếm là cuộc đời đã hết, triết phân bôi son mà hồn chết từ lâu rồi. Chỉ đừng lo, xã hội còn đầy rẫy những bất công, nhưng kẻ đến đây chứ hẳn là người. Biết đâu ngoài đời họ cũng luồn qua lách lại, sẽ có ngày họ vào khám trước ta. Thôi khách tới kìa. À, cô nào phục vụ ôm đâu? Dạ dạ có tụi em đây. Đông quá, nhiều quá, thấy trong mặt quá. Nè nè, quán này có thịt chó không? Dọn rồi. Dạ quán này không có thịt chó. Hả? Mời ông ra quán nhậu bình dân ngoài kia kìa. Móc hồng ha. Thôi kệ bỏ qua. Có Hạnh tới chưa? Kêu có Hạnh ra tiếp tôi qua đầy đủ. Dạ con Hạnh chưa có tới. Có tụi này đây chi. Ông ơi nếu cần á, tụi em sẵn sàng phục vụ anh mát trời ông địa luôn, chịu không? Giang ra. Tự nhiên rồi cái nói mát trời ông địa, tôi ông địa hả? Giang ra. Không ai được quyền đụng tới sinh sát của ta. Giang ra. Quý lắm chứ giỡn bạc. Ủa Hạnh, trời ơi Hạnh đến rồi. Hạnh em Dương. Hả? Xin phép Dương. Hạnh Hạnh em. Ủa con Hạnh con bỏ ở đâu vậy? Dương chờ con một vụ nãy giờ mà. Hạnh đây. Cái gì coi? Dương trao người ta tâm sự tự nhiên mấy người nhộn hả? Cười vô duyên. Đúng là đồ trâu già khoái cỏ non. Kệ nó. Còn khoái cỏ non là còn yêu đời. Sợ thấy mà nhai không nổi là sắp chết rồi đó. Xin lỗi Dương, con phải vào trong. Hạnh Dương đã yêu con từ muôn kiếp nào, chứ dẫu mai sau Dương nhiều khổ đau. Biết rằng cho được gần nhau, đừng đen cái đắng cho nhau, chứ cũng đã lỡ gì. Đã kỳ quá. Dương Sáu, nếu Dương không về, con sẽ đi mời dì Sáu đến đây. Hạnh anh ơi, cái tình của Dương thương con như gió thoảng mấy bay qua tàn cũng rồi. Gió kề qua thì quay thẹn mấy bay bay bướm sầu, cánh cánh Dương đã thương con mà sao con cứ lẩn tránh nhau hoài. Tình đã ra qua theo từng tháng năm dài, dẫu biết Dương già mặt già mày già tay già tóc, nhưng tim mốc thì đang ở tuổi 15. Cháu đừng đoán ngoảnh mặt quay lưng, hãy nói tiếng yêu cho Dương mình. Dường đây mau lớn để thân già không còn cô đơn buồn tuổi, nghe tiếng mũi kêu mà Dương thầm khóc một mình. Vui quá. Dám lấy tiền của tôi mà đi uống uống bia ôm. Nè nào coi. Chê tôi mệt không ôm mà vô đây ôm. Nè nào bà thấy tôi có uống miếng bia nào đâu. Không uống bia ôm. Tôi đi tìm con Hạnh mà. Đi tìm con Hạnh hả? Đi xăm dài nó bỏ nhà đi đêm hoài. Phải không đó? Phải. Phải đi kiếm Hạnh không? Kiếm à.
đi kiếm nó. Sao tôi nghe ông nói, sao? Yêu anh đi. Yêu anh đi, cứ anh mừng, anh mau lớn. Đồ cái thằng cha mắc dịch. Nó là cháu của tôi mà ông kêu nó bằng em nghe ngọt sớm. Dì Sáu à, dì nghe con nói nè. Thôi mày, khỏi nói mày. Vậy đỡ. Thấy mấy người ngồi ở trong này hành động bằng tay bằng chân không là tao đã nghi rồi à. Này Hạnh, má mày gửi mày lên đây á, hao ở nhà tao là để học mày, chứ không phải gửi mày lên đây để mày dụ chồng tao vào vòng xa đoà. Tao đã bắt tại tận, mày không còn chối cãi được đâu. Mày đã làm quen ố dầm ho bàn, mày con với những việc xấu xa. Tao sẽ về mét lại với chị hai tao. Con xin vì sao thương dùm, hoàn cảnh của con đang lâm vào cảnh khủng nguyên. Xin vì đừng đoạn đành mét lại má con. Mày là cái quê lại học loài vật chất xa qua, nhưng đây là chuyện của người ta, mà theo lẽo làm gì cho mệt cái miệng. Nín đi, nín miệng hả? Tôi nói cho ông biết nha, ông còn mở miệng đặt bóp cổ ông liền, cho ông biết. Tao nói cho mày biết, tao phải về tao chạy với má mày, tao cho má mày biết chứ, để mai mốt má mày không có buồn tao. Để bà nói có tao đây rồi tao không muốn nói chuyện gì mày sao được. Còn ông lúc nào chi về, về liền. Về liền có gì đâu, làm gì dữ hả? Thôi dưỡng về nghe em Hạnh. Cái gì? Em Hạnh nè, em Hạnh nè. Sức lỗ tay, sức lỗ tay. Vì sao? Trời ơi, nếu má tôi biết được chuyện này chắc là tôi. À, chào các cô. Chào các chị Kiều. À, chào Hạnh. Ủa em, bộ khóc hả? Nó nhớ anh quá, nó khóc đó. Nè, lấy khăn lau nước mắt người yêu đi. Ôi mà, đừng có ghẹo người ta mà. Nè, mỗi cô nhận đỡ 50 ngàn xài chơi đi. Trời ơi, sao anh bỏ tụi em nhiều quá vậy? Còn con Hạnh? Tôi sẽ có quà tặng riêng cho cô ấy. Thôi, nè, tụi mình hưởng quê hồng được rồi. Đi sang bằng khác đi, cho nơi đây người ta tâm sự. Ừ, phải. Đi nè chị Thùy. Khi mới yêu nhau anh hay nắm tay em dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu thế. Thôi mà, phá hoài. Hạnh à, em, hôm nay anh có cái món quà này tặng em nè. Đưa tay đây, đưa tay đây. Trời ơi, cánh tay trắng ngần của em mà đeo cái đồng hồ này thì tuyệt đẹp. Cảm ơn anh đã thương mà mua quà tặng em. Em, trước khi về nước anh sẽ tặng em nhiều thứ nữa. Anh nói thật với em, anh vô cùng diễm phúc vì hưởng được nhụy hoa trong trắng của người con gái trinh nguyên, mặc dù mình chỉ quen qua đường. Nhưng em có đáng gì đâu như những con tim khác mà thôi. Anh nhìn thấy em có cái gì chân thật, mắt u buồn như chưa đựng sầu tư. Hãy cho anh được làm bạn đồng hành, chia sớt nỗi buồn đau thương. Thôi anh ơi cần biết để làm gì, chỉ biết em là gái kia ôm. Đừng có giấu anh nữa, những lần đi với anh đã nghe ở em những tiếng thở dài chán nản. Em à, nói thật cho anh biết đi, tại sao em nỡ đi bán cái trinh nguyên của người con gái? Nói đi em Hạnh, nói cho anh biết chuyện thật của đời em đi. Anh Phương, ngày hôm qua đã là chi gian, tôi xin anh đừng nhắc lại. Khi bước chân vào đây, em đã vùi chôn những kỷ niệm em đêm. Xuống lòng đất lạnh muôn đời, xây một nấm quang mộ, rồi ngoảnh mặt quay lưng. Giờ em chỉ cầu mong sao có tiền nuôi sống bản thân và trả nước nợ đời mà em đã trót dài. Em
đừng qua bi quan mà từ đài đọa thân mình, dầu sao cũng vẫn còn có người lo lắng cho em sức sướng vui dù sống trong túi nhục để đền đáp ơn một người đã hy sinh thân mình. Cứu em thoát khỏi nạn tai. Người ấy là ai? Ở đâu? Đi xa rồi. Thôi, anh đừng tìm kiếm nữa. Anh đã tìm gặp người thân của anh chưa? Chưa em à. Anh đi tìm khắp nơi mà không gặp. Đành vậy thôi. Hạnh à, ba hôm nữa anh về nước rồi. Kể từ hôm nay cho đến khi anh lên máy bay, anh muốn em về khách sạn sống chung với anh như là chồng vợ. Anh sẽ lo lắng cho em đầy đủ hết. Em bằng lòng chứ? Không được anh à. Em chỉ tiếp anh ban đêm thôi. Còn ban ngày thì... À sao? Ban ngày em bận à? Nhưng mà bận chuyện gì? Em phải ở nhà phụ bán với bà dì. Thiệt không đó? Bộ anh không tin em hả? Đã làm ngày này rồi thì có ai chê tiền đâu anh. À, anh tin. Anh tin em chứ. Mà thôi 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 thôi. Đêm nay về ngủ với anh, mọi phí tổn nơi đây anh lo hết. Đi em. Nhưng đến sáng em phải về nhà như mọi khi nha. Được. Xin bác sĩ cho biết đôi mắt của tôi đã ra sao rồi bác sĩ? Trưa nay mở băng, mắt của anh sẽ sáng lại bình thường. Đôi mắt của tôi sẽ sáng lại, tất cả nhờ ơn của bác sĩ và cô Hạnh, người yêu của anh. Không phải người yêu mà là vợ của tôi mới đúng đó. Còn cô y tá Trang. Hai anh đang nói xấu gì Trang đó? Cô Trang mới đến đó hả? Mời cô ngồi. Cái anh này đôi mắt đang bịt kính mà lại mời người sát mắt ngồi à? Cô Trang à, nãy giờ cô có biết là anh Minh nói xấu gì cô không? Anh Minh nói xấu? Nhưng mà anh nói xấu gì em vậy bác sĩ? Anh nói là cô tại sao ác quá, sao cứ để phòng quê chi thương bông. 20 tuổi rồi chết sao mà không đập gia đình. Em cũng định vài bữa nữa đây sẽ tôi không dám nhận đâu. Cô sống hạnh phúc chẳng nói mà làm gì, lỡ bất hòa cứ chửi ông Mai. Ai biểu anh làm Mai mấy ông nhậu cho em chi? Mấy ông thường hay nhiều mèo nè, lại hay hành hạ vợ con nữa, thì em phải mắc đền ông Mai chứ sao. Cô Trang ở đây giúp cho anh Minh đo lại máu, tôi sang khám bệnh nhân khác nha. Dạ. Anh để em đo lại máu cho. Máu của anh dạng bình thường, vậy là lát nữa mở băng mắt được rồi. Lát nữa tôi thấy lại ánh sáng, cô có mừng với tôi không? Mừng chứ. Nhưng phải chi anh mù luôn á thì tôi còn mừng nhiều hơn nữa. Cô nói đùa hoài. Đùa rồi làm gì sống? Không lẽ đi ăn xin? Ăn xin á thì có em cầm lon dẫn anh đi. Nói vậy chứ ai muốn kỳ vậy. Nhưng mà khi anh sáng mắt rồi, em sẽ không còn... Không còn gì hở Trang? Tình yêu theo tháng
cơn xuân qua thấy nao nao. Ai yêu thương ai đó chỉ là tình của mỗi con người. Chuyện của tình yêu là chuyện cao cả thiêng liêng, trọn đời không thay đổi. Em cũng muốn lặng yên làm kẻ đứng bên lề hạnh phúc, nhưng sao vẫn nghe nhớ nhớ thương thương. Đêm từng đêm thổn thức réo gọi tên ai trong từng giấc mơ buồn. Hãy để cho em thừa tôi thật lòng mình, rồi sau đó gục đầu trong suối lệ lê từng bước đồng hành trên phố vắng điều hiu. Dẫu biết tình em nhờ canh em trao tin nhưng trời giông bão nên em không buồn quay trở lại. Thì em coi mùa xuân này mình vẫn được thương, lặng nhìn lá vàng rơi buồn bã đời khô tàn. Chào cô Trang. Anh, em mới đến. Chị Hạnh, anh Minh vừa mới nhắc tới chị thì chị đã đến. Chị chuẩn bị cho ảnh đi, sắp đến giờ mở băng mắt rồi. Em xin phép sang phòng bên nha. Hạnh à, lại ngồi với anh nè em. Từ bây giờ cho đến khi mà anh sáng mắt nữa nghe, em không được bỏ anh đi đâu hết nghe chưa. Em biết chị không? Chị vậy? Để khi mà anh sáng mắt đó, người mà anh nhìn thấy trước tiên phải là em. À, Hạnh à, anh muốn hỏi em điều này. Hôm rày tiền ở đâu mà em lo cho anh nhiều quá vậy em? Em nói rồi mà, anh cứ hỏi em hoài hả? Em viết thư về quê, nhờ má bán hết số nữ trang mà má đã sắm cho em. Với lại em vay tiền của bạn bè học mai chung em đó. Tin em chưa? À, tin rồi. Sau khi lành bệnh đó, anh sẽ cố gắng học để lấy bằng bác sĩ. Mình sẽ cố gắng làm ăn để có tiền mua sắm lại và trả nợ cho bạn của em. Chỉ cần anh sáng mắt là mình có tất cả rồi, chứ còn những thứ đó có nghĩa gì đâu anh. Hôm rạc sao lâng lâng, thương gió yêu thương lòng bao ai ơi. Cầu mong phước cho duyên mình, dài dàng phận trời thương tình chân giam. Cho chúng con sống đời bên có nhau trong đời cho tình nở hoa dần. Giờ chẳng còn bao lâu, đôi mắt tình yêu đã sáng lại rồi. Bao ngày hằng mong anh nhìn người yêu, người yêu xuôi tóc nghiêng đôi mắt buồn anh ngắm nhìn hoa bao ước nguyện. Cách chia nghĩa ơn anh nguyện suốt đời gắn ghi. Em ơi em, Minh ơi, trong giấc chim bao em thấy người ta đến trao cho em cánh thiệp hồng báo tin ngày hôn lễ. Chú rể thì ghi tên anh trong đó, còn cô dâu thì không phải tên em, mà lại là người con gái lạ xa. Nào.
hồng nửa cánh mà nước mắt tuôn trào. Tại hoàn cảnh trái ngang nợ đành chia cách, chứ đâu phải anh là người trốn chạy tình em. Nếu giấc chiêm bao kia trở thành sự thật, anh cũng đừng buồn khi phải sống xa. Tình của mình như biển đông lai lang, giờ phải chia tay lòng vẫn nhớ nhau hoài. Hạnh à, sao em nói với anh những lời nghe khó hiểu quá hả? Thôi biết rồi, hay là lúc anh nằm bệnh viện đó, em đã có người yêu khác rồi phải không? Không, em vẫn thương anh cho đến hết cuộc đời em. Thương anh mà, em thương anh mà sao em lại suy nghĩ vẩn vơ, trong khi đời quanh sắp tìm ra ánh sáng. Hạnh ơi, chúng mình tuy chưa có trầu cao cưới hỏi, nhưng anh đã xem em như là vợ của anh. Giờ phút này em không có quyền nói lời chia biệt, mà hãy nghĩ tương lai hạnh phúc của vợ chồng mình. Em chỉ nói lời kỳ quặc trong giới chim bao, chứ tình của mình đã dành cho nhau trọn vẹn. Anh gian dài ngoài khơi biển kia đừng dậy sóng, để anh trọn đời được kề cận bên em. Anh Minh, anh hãy theo cô Trang sang phòng thử máu lại lần chót. Hạnh à, em ở đây đợi anh nghe. Anh sang thử máu rồi anh sẽ trở về ngay. Cô Hạnh, nhờ ơn của cô mà người bạn đồng nghiệp của chúng tôi đã tìm lại ánh sáng. Anh Minh sẽ sáng mắt trở lại, còn tôi, cô phải mừng mới đúng, vì chính cô là ân nhân cứu anh ấy. Tôi không biết mình nên vui hay buồn. Anh còn bệnh thường, tôi ở cạnh bên sáng sớm. Nhưng khi đôi mắt anh đã lành, thì chắc là tôi phải ra đi, chứ không thể nào ở lại nơi đây. Làm sao tôi dám nhìn anh khi mang trong lòng mặc cảm xấu xa. Nhờ tiền của cô giúp anh thoát khỏi hiểm nguy, lẽ nào anh Minh ích kỷ với chuyện đã qua. Hạnh, kìa Phương, sao anh? À, xin chào bác sĩ. Chào anh. Cô Hạnh à, cô cứ tự nhiên tiếp chuyện nha, tôi vào phòng làm việc. Anh Phương, sao anh biết em ở đây mà tìm? Hạnh à, từ buổi nói chuyện hôm qua, anh thấy hình như Hạnh có cái gì đó giấu anh, nên anh mới theo dõi cho biết tại sao. Em có gì uẩn khúc trong lòng mà không thể phân bày, nên mới tỏ ra chán trường tuyệt vọng. Nếu anh biết được chuyện này, chỉ càng khổ chứ. Rồi sẽ xảy ra những điều không tốt đẹp. Em gian anh đừng nên nắm lại, hãy nghe lời em mau rời khỏi nơi đây. Coi kìa, thái độ của em làm anh không hiểu được tại sao lại xua đuổi anh như vậy. Nếu bên trong có điều gì uẩn khúc, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ cho em. Hiện giờ em đã bấn loạn trong lòng, nên không thể nào nói được ra đây. Hẹn ngày anh lên mang tay rời khỏi xứ này, em sẽ kể tận tường mọi chuyện cho anh nghe. Em gian anh mà, anh hãy về đi, đừng nán lại đây một phút nào nữa. Cảm ơn cô Trang nha, để tôi lần vào phòng được rồi. Hạnh ơi, mọi việc đều xảy ra bình thường, một lát nữa đó anh sẽ được nhìn thấy mặt em rồi Hạnh ơi. Xin lỗi, có phải bồ đây là Minh, Trần Hoàng Minh, quê ở Cần Đức không? Dừng,
Tôi đây, xin lỗi. Ông là ai? Ủa, bộ không nhận ra mình à? À, tôi là Nguyễn Hoài Phương, bạn học cũ của bộ đấy mà. Phương, Phương, à, đúng rồi, Phương bạn cũ của tôi. Bạn về hồi nào vậy? À, tôi về nước hơn 3 tuần nay rồi. Hạnh ơi, Hạnh. Dạ. Nè, lại đây anh giới thiệu. Đây là anh Phương, bạn chí cốt với anh. Xin giới thiệu với Phương, đây là Hạnh, người vợ sắp cưới của tôi đó. Hả? Vợ sắp cưới của bồ à? Trời ơi. Hạnh, Hạnh ơi, bộ có chuyện gì hả em? Hình như em... Dạ, dạ không, không có chuyện gì cả. Không có chuyện gì hết anh Minh à. Anh Minh, bác sĩ mời anh sang phòng mở băng mắt. À, anh Phương, Hạnh à, à, hãy đưa tôi sang phòng bên để mở mắt nha. À, để anh Phương đưa anh đi đi. Em ở lại dọn phòng của anh. Để lát nữa anh trở lại sẽ thấy sự sắp xếp của em. À, dọn xong sang với anh liền nghe em. Anh Phương đi với tôi, đi Phương. Trời ơi, sự thật có thể nào như thế được sao? Phương lại là bạn của mình. Trời ơi, quang trái đã hiện về đây. Hoàn cảnh đau thương đeo đuổi tôi hoài. Giờ chỉ còn tìm cái chết mà thôi. Tôi hỡi trời cao, ông thiết chi tôi. Đành đoạn đầy xuống, tôi xuống bùng lầy. Làm sao tôi nhìn mặt những người thân. Tôi mượn mảnh giấy này làm lời tả từ vĩnh biệt. Khi anh đọc những dòng chữ này cũng là lúc em đã đi xa. Cầu chúc cho cuộc đời anh luôn tươi đẹp. Đừng nhớ chi đến con Hạnh bản phước này nữa. Vĩnh biệt anh. Con Hạnh ơi, à, tôi xin báo cho cô được biết một tin mừng. Đôi mắt của anh Minh... Bác sĩ đã biết rõ cuộc sống hiện tại của tôi. Nhưng bác sĩ không thể nào ngờ được người mà tôi hy sinh thân xác để lấy tiền chính là bản thân của anh ấy. À, trời ơi, sự thật có thể như vậy được sao? Tôi phải nói ngay chuyện này cho anh Minh biết. Không, không, tôi gian bác sĩ đừng nói cho anh ấy biết. Người đàn ông ấy và tôi liên hệ như thế nào? Hãy để cho tình bạn bè của anh ấy tốt đẹp. Hãy để cho một mình tôi chịu đựng. Tôi gian bác sĩ đừng nói. Bác sĩ đưa giùm anh Minh lá thư này. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Kìa, cô Hạnh. Hạnh ơi, anh đã sáng mắt rồi. Hạnh ơi, Hạnh. Cô ấy đã đi xa rồi. Hả? Hạnh đi xa? Tại sao lại đi xa? Đôi mắt của tôi đã bình phục. Tôi muốn nhìn thấy mặt vợ tôi mà. Anh có biết là tiền thuốc thang, tiền viện phí mà cô Hạnh đã lo cho anh. Đó chính là đồng tiền việc làm tội lỗi. Tội lỗi nào tôi cũng tha thứ được mà. Hạnh đã lo cho tôi tất cả mà. Hạnh thật là người đáng thương. Minh, bộ hãy ráng mà tìm cho gặp Hạnh. Để tôi và bộ... Hạnh nhờ tôi nhắn lại. Đừng cho ai biết đoạn kết chuyện tình buồn. Còn đây, đây là lá thư mà Hạnh đã nhờ trao lại cho anh. Anh hãy đọc đi. Thôi cô Hạnh à. Dân. Cõi nơi này hồn em lạc lòng chốn âm ti đã phương duyên nở xin chờ cùng nhau ở
ơi, anh hai nhỏ dài giọt nước mắt khóc cả đi xa, để có chút hành trang mang đi hết đoạn đời khốn khổ. Và anh hãy môi ớt trong óc trong tim những gì là kỷ niệm mà xót xa cho người vợ khổ đau vì mọi thứ qua tình. Cô đã hy sinh gần nửa cuộc đời mình để cho anh tìm lại nguồn ánh sáng và để cho cuộc đời anh tươi đẹp ở mai sau. Không biết rồi đây đời cổ sẽ về đâu khi một lần nữa lăn thân vào gió bụi. Ôi kiếp hồng nhan vì ai mà phải khổ, bị nắng sớm mưa khuya vùi dập tuổi xuân. Anh có biết chuyện giữa tôi và Hạnh? Cô ấy đã kể hết cho tôi nghe rồi. Đó, tình yêu của chúng tôi là như thế đó, thì làm sao tôi có thể quên Hạnh được? Anh đâu có biết khi đưa anh vào bệnh viện, cổ không có tiền để mua thuốc cho anh. Cổ mới đi vay mượn tiền của bạn bè trong lớp, nhưng có là báo so với căn bệnh của anh, nên cổ quay đành đến nhà hàng khách sạn nhờ mọi người rao bán tấm bằng. Rồi đêm đêm cười cợt trong vòng tay của khách có tiền đó cho anh vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Trời ơi, tôi có phải là tôi nữa hay không? Có còn là con người hay đã trở về với kiếp u? Chỉ có ác quỷ mới nhẫn tâm đành đoạn, giết chết tâm tình cao đẹp những người thân. Không, dù anh ở đâu tôi cũng quyết tìm cho được để nối lại tình nghĩa vợ chồng. Anh Thành, cảm ơn anh đã hết lòng lo lắng cho tôi. Anh Phương, hẹn gặp lại anh dịp khác, tôi phải đi tìm vợ tôi mới được. Anh ơi, anh ơi, chờ anh nha. Anh ơi, anh nhờ tôi nhắn lại với ông, đừng bao giờ cho anh Minh biết chuyện này. Ông cứ lặng thinh và lên máy bay về nước. Không, tôi không thể nào lên máy bay về nước được. Tôi cần phải ở lại đây. Tôi phải ở lại. Gì đó con? Thưa má mới về, để con đem vỏ gánh của má vào trong nha. Để đó cho má. Hạnh à. Dạ. Nghe má hỏi đây nè, từ lúc con về đây tới giờ má thấy con buồn quá vậy? Bố ở Sài Gòn có chuyện gì hả con? Dạ đâu có chuyện gì đâu má. Hạnh à, từ ngày ba con chết đi, dần sống một mình nuôi con khôn lớn để giữ tròn lời căn cơ. Qua người chồng trước lúc lâm chung, thương của má thương con.
để nuôi con mình cho đến lúc lớn khôn. Mơ với một gánh xôi đè nặng lên vai má không quan ngại tuổi già. Miễn sao con không thua kém mọi người, vậy mà hôm nay con chưa tròn câu hiếu đạo, chưa đến đời được ân nghĩa dưỡng sanh. Ma đâu cần phải đền đáp lại, miệng sao con hạnh phúc đủ đầy để má còn nhìn mặt ba con nơi chốn suối vàng. Nói thiệt cho má nghe đi, có phải con sống nơi thành thị đã quen rồi cho nên về đây con buồn phải không con? Má, không phải gì đâu má. Hay là trên đó con yêu thương ai rồi bị người ta gạt phải không? Nói thiệt cho má nghe đi con. Chị hai ơi, chị hai, chị hai có chào chị hai. Dạ thưa dì Sáu mới xuống. Dì Sáu mới xuống đó hả? Ngồi ghế nghỉ chân chút đi dì Sáu. Hạnh à, rót nước dì Sáu uống đi con. Thôi, tôi đâu có ở không xuống đây mà ngồi uống nước chị. Tôi xuống đây là để cho chị hay một cái tin nha, để rồi mai mốt lỡ có xảy ra điều gì đó chị không có trách tôi là sao không có báo cho chị biết à nghe. Dì Sáu, tội nghiệp con mà, con gian gì. Hạnh, để cho dì Sáu nói. Chuyện gì vậy dì Sáu? Chị có biết là con Hạnh nó lên Sài Gòn, nó có chịu học hành với con mẹ gì ở đâu, nó đi làm nghề rồi. Gì? Nghề cho mướn xác thân hả? Dì nói. Nói làm sao? Tôi nói con gái của chị nó làm gái mãi dâm, đem đêm ở trong vòng tay người cợt, với trăm ngàn thằng đàn ông thế lấy tiền nuôi thân cũng nuôi chị luôn á. Với chồng của tôi mà nó cũng có nhẫn nhơ đùa cợt. Tôi đã bắt quả tang nó ở trong cái quán bia ôm. Tức quá mà tôi tức mình rồi tôi mới xuống tới đây nè, để nói cho chị biết tin này để chị khỏi trách tôi. Trời ơi, Hạnh ơi, tại sao con lại làm như vậy? Đi, đi ra khỏi nhà của tao, cái đồ tớ cái gái hư. Đi. Má ơi, con xin má tha lỗi cho con. Ta không muốn nghe một tiếng nào hết. Đi. Vì sao? Chị tàn nhẫn lắm, chị không biết hoàn cảnh của con. Hoàn cảnh gì? Thảo chúc đổ thừa hoàn cảnh, đua đòi vật chất thì nói đại mẹ nó đi, bài đặt đổ thừa hoàn cảnh đồ nữa sao? Dì Sáu à, tôi cảm ơn dì Sáu đã cho tôi biết một sự thật, nhưng xin dì làm ơn đừng có nói cho bà con lối xóm biết chuyện này, mà tội nghiệp cho tôi lắm. Dì Sáu, chị hai ơi, sao chị hai nói kỳ cục vậy? Em đâu có phải là cái hạng người thèo lẻo đâu chị. Em nói thiệt với chị, em là cũng đàng hoàng lắm chứ, nhưng mà nếu em không nói chuyện này ra em tức em chịu không nổi. Mà nói ra thì dòng họ mình xấu hổ, chứ bộ mình chị xấu hả? Thôi à, em về cho kịp chuyến xe chót. Ở Sài Gòn xuống đây có nhiêu đó hết chuyện rồi đó. Em đi nha chị. Anh về cảnh nha chị hai. Chị Sáu về nha cháu. Mày nhớ buông tha chồng tao giùm mà nghe. Má ơi, tha lỗi cho con nghe má. Đừng gọi tao bằng má nữa. Ôm hết quần áo của mày ra khỏi nhà tao ngay đi. Má, léo hắn gì đây nữa. Đi lên Sài Gòn mà làm cái điều nhục nhã đó. Đi. Má ơi, tội nghiệp con mà má. Má thương con mà má. Nếu tao không thương mày thì làm sao tao chịu cực khổ để nuôi mày khôn lớn như ngày hôm nay. Hạnh ơi, con có biết đâu từ khi con lên Sài Gòn ăn học, chiều nào má cũng bắt ghế ra ngồi trước cửa để nhớ lại từng hình ảnh khi con còn sống ở nơi đây. Má nhớ
chỗ này con thường đứng phơi đồ. Dưới bờ ao con hay ngồi gió nếp, tiếng mũi gió ve báo tin trời đã tối. Mơ mới lặng lẽ bước vào trong mà không hay mình đã khóc lâu rồi. Mười mấy năm nay mà với con chưa xa cách một ngày, mà thắp cây nhang giấy gian cùng trời Phật, hò hổ giùm con tôi nó được bình yên. Vậy mà ở Sài Gòn cũng chẳng biết chẳng hay, nỡ đi phủ rải lòng hằng mong của má. Con đi học đòi cái thói hư tật xấu, để mang về đây niềm tủi nhục ấy kề. Má ơi, con biết là con có lỗi với má nhiều lắm, nhưng con làm chuyện này không phải là do con muốn vậy đâu má ơi. Má yêu cho con. Ngày con trở về má mừng vô kể, thế là sự xa cách bao ngày nay là được gần nhau. Rồi đấy con sẽ mở một tiệm may để má con mình sớm hôm hồ hì. Dù đói nghèo cháo rau từng bữa, nhưng vẫn giữ điều trong sạch thanh cao. Con sẽ có chồng má bắt rể ở luôn, để có cháu ngoài xóm hôm ấm bồng. Vậy mà hôm nay con lại làm chuyện xấu xa, để cho dòng họ nhà mình suốt đời mang nhục. Con cứ đi đi, đừng trở về đây nữa. Má coi như là con đã chết từ lâu. Má, má đuổi con sao má? Đi đi, đi. Má, tao không có đứa con hư đốn như mày. Đi ngay, đi cho quất mắt tao đi. Má, lại má, con đi. Hạnh. Dạ thưa bác, cho cháu hỏi thăm ạ. Cậu đi là cậu Minh đây phải không? Cậu đi đâu đây? Dạ cháu đi tìm Hạnh để xin lỗi Hạnh vì cháu mà Hạnh. À, thì ra vì cậu mà con gái của tôi nó ôm xấu xa nhơ nhớp để trở về quê này phải không? Dạ, dạ thưa phải. Tại sao cậu làm đàn ông mà để cho con gái của tôi nó làm chuyện đó, để lấy tiền nuôi cậu? Cậu là một thằng hèn, một thằng sở khanh. Bà cứ mắng cháu đi, bà cứ mắng chửi cháu đi, để nghe cháu kể đầu đuôi câu chuyện. Hạnh là người đáng thương, đã hy sinh trọn vẹn cho người mình yêu. Vì muốn thứ đôi mắt con khỏi bị mù, Hạnh đã hy sinh ban cả cuộc đời. Để rồi sau khi con lành bệnh, Hạnh lại âm thầm lặng lẽ ra đi. Cậu nói con tôi ban cả thể xác mình để cứu đôi mắt cậu khỏi bị mù. Vì nghĩa ơn cao đẹp đó, cho nên con xuống đây để tìm Hạnh để... Dì hai ơi, con Hạnh đang đậu dưới xe tự dẫn rồi. Đâu, 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 trời ơi, con tôi. Hạnh, tên là em Hạnh. Hạnh ơi, của anh là Minh xuống tìm em đây nè, Hạnh. Thật là trời Phật, còn thương xót. Con Hạnh nó đâm đầu vô xe hơi, cũng may là nhờ ông tài xế ông thắng kịp, nên nó chỉ bị thương nhẹ thôi à.
Hạnh ơi Hạnh, tỉnh lại đi con. Má hiểu hết rồi con à, tỉnh đi con. Má. Hạnh, trời ơi may quá, em không sao cả. Hạnh ơi, anh là Minh, tìm em đây Hạnh. Không, không. Hạnh, hãy bình tĩnh lại đi con. Cậu Minh đã kể hết cho má nghe hết đầu đuôi rồi. Má thương con lắm. À thôi, hai đứa cứ ở nhà nói chuyện đi. Để má chạy ra chợ má mua thuốc cho con Hạnh uống cho nó đỡ đau. Má đi nha con, má đi à. Hạnh à, em nằm xuống gián này nghỉ cho bớt đau đi em. Anh Minh, anh còn tìm em chi nữa. Bác sĩ Thành đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Hôm nay anh xuống đây là để xin phép má cho anh được cưới em. Cưới em? Không, không, không thể được anh Minh ơi. Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lên đời. Gió sẽ mừng vì tóc em bay, chút mây hương ngủ cuốn trên vai, dây em gầy buộc nhỏ như cánh vàng vì chốn xa xôi. Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt trong. Ta lắm nhớ nhìn lại trong mắt môi em để tìm kiếm những hình ảnh xưa cũ, hay những giờ phút thần tiên khi nằm trên giường bệnh để đón nhận từng lời nói thương yêu của người vợ ngoan hiền. Mình vẫn thương nhau thì khóc nữa mà làm gì. Hạnh của tôi, người vợ hiền chung thủy đã rao bán cuộc đời lo sự nghiệp cho tôi. Anh sẽ là người chồng tròn vẹn thủy chung để em mãi mãi đóng vai người vợ. Đừng đối xử với anh như người xa lạ rồi ngoảnh mặt quay lưng làm nát dùng đời mình. Hạnh à, em có nghe lời anh nói đó không? À, Hạnh. Nhưng em nghe. Nhưng anh ơi, có những bức tường vũ hình thế, nó ngăn cách muôn đời chuyện tình cảm đôi ta. Thì thôi, em khuyên anh nên về vui với mới. Cứ như lần gặp gỡ này là vĩnh viễn xa nhau. Cạnh bên anh còn có người con gái đáng thương, người ta trong sạch hơn em bởi cuộc tình trong sáng. Họ đã neo đò chờ anh xuống bến, hai sáng cùng nhau mà giữ vững tay chèo. Hạnh à, em đừng nói với anh những lời như thế. Vì tình của em đã cuốn trôi dưới dòng định mệnh, anh hãy về đi và hãy quên tình cũ. Xem như trên đời này mình chưa biết mặt nhau. Hạnh, em hãy nói rõ cho anh biết, tại sao em lại đối xử với anh như vậy hả? Vì anh là bác sĩ, anh sẽ là bông hoa đẹp cho đời. Còn em,
em là con đĩ. Con đĩ anh là. Em sẽ lấy chồng ở quê để không ai biết về dĩ dạng của em, để người ta nhìn em là một cô tự mai bình thường. Còn hơn ở với anh, người ta sẽ nhìn em bằng cặp mắt kinh bỉ. Không, Hạnh, cô không được quyền mang ý nghĩ như thế. Kìa, anh Phương, anh đến từ bao giờ? Tôi cần theo sát bên anh để làm sáng tỏ một sự thật. Tôi rất quý trọng cuộc tình đáng thương và thanh cao của hai bạn. Đi, đi hết đi, tôi không muốn nghe gì nữa hết. Hai anh đừng đến đây quấy rầy tôi nữa. Đi, đi hết đi. Hạnh ơi, cô đừng tự mang trong lòng mặc cảm xấu xa, mà hãy tô lên bức tranh của hai người đẹp như bến nước buổi hoàng hôn. Có đôi nhân tình thì thầm cấu duyên nào, mặt nước mênh mang không còn nổi lên cơn sóng dữ. Thì tội tình chi cô chẳng ngửa đôi tay xây lầu mộng dưới trời đêm ngàn vàng chiếc hôn nồng. Cho tiếng pháo tình hôn chờ đợi có về, và để kẻ tội lỗi với đi niềm hối hận, nó đeo bám suốt đời nơi đất là quê xa. Tôi đến đây chỉ mang niềm hoài bão là được nhìn hai người hưởng hạnh phúc trăm năm. Hãy xem chuyện vừa qua như là cơn mộng nhỏ, và hãy xem tôi là quái vật chốn dương trần. Hạnh à, thôi đừng khóc nữa em ơi, và kể từ đây đã có anh bên cạnh, anh sẽ đền bù những tháng ngày nhung nhớ bằng nụ hôn nồng nàn chan chứa vàng tình em. Anh Minh, em không biết nói gì cho xứng đáng với tình yêu cao cả của anh. Đừng nói vậy em à, anh phải cảm ơn em mới đúng đó. Hãy trả lời cho anh biết đi, em có bằng lòng làm vợ của anh không? Em bằng lòng. À, mừng quá, vậy thì anh sẽ chờ mẹ anh về ha. Anh sẽ thưa chuyện cho tụi mình, cho má biết. Ồ, vậy thì vui quá. Nè, để đánh dấu ngày đoàn tụ, tôi xin được tổ chức tại đây một buổi tiệc nho nhỏ để chúc mừng hai bạn trọn đời hạnh phúc. Cảm ơn anh. Hạnh, vợ của anh. Anh Minh, chồng của em. Ngày xưa đôi ta chung nón, đôi ta chung đường. Lên sáu lên năm đôi ta cùng sách, đôi ta cùng trường. Đường qua nhà em nghiêng nghiêng sơn nắng, nghiêng nghiêng mây hồng. Chiều nào đuổi bướm, bướm bay du dương mà nước mắt rưng rưng. Rồi một ngày kia em khoe áo mới xanh hơn mây trời. Hai đứa chung vui khi xuân vừa đến, thương ngây cuộc đời. Trò chơi trẻ con em cô giống mới chưa nghe nặng sầu. Chú rể ngẩn ngơ ra hai hoa cà làm quà cưới cô dâu. Chú rể ngẩn ngơ ra hai hoa cà làm quà cưới cô dâu.